nắng như thế này thì phải chống nắng như thế nào. Dùng kem chống nắng thì 2 tiếng lại phải thoa lại một lần. Nhưng đâu ai có rảnh khi ra ngoài lúc nào cũng mang theo kem chống nắng để thoa lại đâu. Với con trai hay chị em phụ nữ thì việc bôi kem chống nắng như thế này là vô cùng bất tiện. Thế nên việc dùng kem chống nắng của mình hiện tại nó đã ở một cương vị mới. Vì vậy mà chắc chắn các anh chị em trong Tóc Tóc phải có sự thay đổi nhanh chóng hơn, phải thật sự tiến bộ hơn mới theo kịp được cách chống nắng này của mình. Đây là chai xịt chống nắng nhà Recipe, chỉ cần 2 giây thôi là đủ chống nắng cho toàn bộ khuôn mặt rồi, dịu mát cấp ẩm cho da, và đặc biệt chị em dùng không sợ trôi lớp makeup luôn, không gây cảm giác bết dính như những loại kem chống nắng khác đâu nha. Với chỉ số chống nắng cao, tia xịt mịn lại thấm nhanh, để lại lớp finish rất tự nhiên và đẹp trên da. Hơn nữa, chai xịt 180ml có thể bỏ túi tiện lợi mang đi, vô cùng gọn nhẹ mà giá chỉ 180k, lại dùng được cho cả mặt và body, và đặc biệt là nắp chai sẽ đổi màu tím khi tiếp xúc với tia UV, nhắc nhẹ để mình xịt lại đấy nha. Một chai xịt chống nắng giúp bạn bảo vệ làn da của mình khỏi tia UV, giúp làn da của bạn căng bóng, mịn màng hơn. Chỉ có thể là xịt chống nắng nhà Recipe, ấn mua ngay ở giỏ hàng các bạn nhé. Ông bố xin đôi review, dùng sao, nói vậy.